Xin chào anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 2024. Ve Chai Miền Tây tiếp tục giao lưu một số mã đồ xưa nha anh chị. Số điện thoại chốt đơn của kênh Ve Chai Miền Tây vẫn là số 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 là em không bao ship nha. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi. Đối với những anh chị đã từng hoàn hàng của em, từng bơm hàng của em vẫn bán, tiếp tục bán chứ không phải là không bán. Nhưng những cái đơn đó là chuyển khoản em mới gửi hàng nha, không phải là chuyển khoản trong cái đơn mà mua lại nha mấy anh chị, mà chuyển khoản tất cả các đơn là sau này mua đơn nào là chuyển khoản em mới bán thôi. Chứ cũng em cũng có bị trường hợp rồi luôn, là chuyển khoản cái đơn đó mua lại em vẫn bán, xong tới đi đơn tiếp theo lại tiếp tục bơm em nữa. Thành ra là những cái khách hàng mà đã từng hoàn hàng hay bơm hàng em gọi là chuyển khoản tất cả các đơn em mới bán nha, còn không thôi thì em sẽ cũng không bán. Đầu tiên mã số 1, em lên một cái dĩa tàu Tam Phụng Chầu Thọ nha, hàng chuẩn cổ, hiệu đề là Sông Ngư, hiệu đề là Sông Ngư nha mấy anh chị. Đường kính là 16 cm, đường kính là 16 cm, tình trạng có vẫy một điểm chỗ này và khoảng bằng đầu móng tay, còn lại là đẹp, lành đẹp hết toàn bộ ha. Hiệu đề là Sông Ngư. Em giao lưu cái dĩa tàu này dưới giá là 2.500.000, 2.500.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2, em lên một cái thố thủy tàu. Cái thố này là nắp lai rồi, cái thố là thố thủy tàu nha mấy chị, nhưng mà cái nắp này nó bị lai rồi. Một cái bát úp tàu, đường kính của nó là 10.5 cm, em quay tình trạng cho mấy anh chị coi, nó tóc một đường chỗ này ha, cái thân nó có tóc một đường. Đây là cái nắp của nó, cái nắp trên đây nó có viền đồng, chỗ này như nó có sửa là một miếng chỗ này ha mấy anh chị. Em giao lưu cái bát úp hỉ này dưới giá là 1.000.000 cho mã số 2. Tiếp theo mã số 3, em lên cái dĩa Vạn Ninh. Mã số 3 em lên một cái dĩa Vạn Ninh màu. Đây, dĩa Vạn Ninh màu nha mấy anh chị. Có hiệu đề luôn, tình trạng có tóc một đường chỗ này. Cái chỗ này nè, nó có làm lại chỗ này một chút xíu. Em giao lưu cái dĩa Vạn Ninh màu này dưới giá là 700.000 cho cái mã số 3. Tiếp theo mã số 4, tiếp tục lên một cái bát úp tàu, nhưng mà cũng là lai nắp luôn mấy anh chị ơi. Cái thân của nó là hình con cua, để em quay tình trạng. Đường kính của nó là 10.3, đường kính là 10.3 cm, con cua nè, chàm xanh đẹp hết mấy anh chị, hai con cua luôn, nhưng mà nó có tình trạng nha. Đây, nó có tình trạng tóc như vậy hết mấy anh chị, tóc ba đường. Đây là cái nắp của nó, đây là cái nắp của nó nha, cái nắp của nó, nắp bông gì đó mà rất là đẹp luôn nè mấy anh chị, cái nắp bông thì rất là đẹp. Nó có xước xước xước, nó có khờn khờn trên cái núm nắp nha. Em giao lưu cái thật bát úp con cua này dưới giá là 1.100.000 cho những anh chị nào mà có nắp hơn hoặc là có thố gì đó thì mình gáp vào bộ ha. 1.100.000 cho cái thố mã số 4. Ủa sao tự này xuống này vậy? Tiếp theo mã số 5, em lên một cái chén Phụng Thư Tàu. Chén này to lắm luôn nè mấy chị ơi, một cái chén Phụng Thư Tàu. Hàng này hàng chuẩn cổ đàng hoàng nha mấy anh chị. Hàng này hàng chuẩn cổ nha. Đường kính là 11.4, gần 11.5 cm, gần 11.5 cm. Đây, tình trạng nó có tóc một đường chỗ này nè mấy anh chị. Nó có vẫy mấy điểm nhỏ nhỏ ha. Chén này cái là to, chén cơm ha mấy anh chị. Em giao lưu cái chén Phụng Thư Tàu này dưới giá là 1.300.000. 1.300.000 cho cái chén Phụng Thư mã số 5. Tiếp theo mã số 6, em lên một cái tô tàu Long Phụng. Tàu này chắc tàu Minh quá. Đường kính của nó là 16.5, đường kính là 16.5. đây, cái tô này con rồng, bên đây là con phụng, Long Phụng có ám họa bên trong luôn. Tình trạng của nó mẻ chỗ này một miếng, mẻ chỗ đó một miếng thôi nha mấy anh chị. Hàng tàu chuẩn cổ đàng hoàng nha. Em giao lưu cái tô Long Phụng này dưới giá là 850.000, 850.000 cho cái tô Long Phụng mã số 6. Tiếp theo mã số 7, em lên một cái hũ C còn men luôn nè mấy anh chị.
Cái hũ C này là C Thái nha. Hũ C này là Hàn Quốc, biển hàng này là mấy trăm năm mà bên trong nó còn có vỏ sò luôn nè mấy anh chị. Cái này nó còn men rồi mấy anh chị, có hũ quay này còn men luôn, hai quay còn men luôn nha. Chiều cao của nó là 6 cm, đường kính miệng là 3 cm, bên trong nó còn vỏ sò luôn. Em cho luôn cái hũ C này hai quay dưới giá là 450.000. 450.000 cho mã số 7. Tiếp theo mã số 8 em lên hai cái dĩa Nhật mini, siêu mini luôn, tức là Trúc Lâm Thất Hiền mọc đỏ luôn anh chị ơi. Tức là Trúc Lâm Thất Hiền mọc đỏ luôn, đường kính chỉ có 8.5 cm thôi. Mấy cái loại này hiếm nha, này Nhật mọc đỏ mỏng thấu quang. Em cho luôn hai cái dĩa Nhật mini này dưới giá là 350.000 lành. 350.000 cho mã số 8. Mã số 9 lên một cái dĩa con cá tàu. Đây, mã số 9 em lên một cái dĩa con cá tàu nè mấy anh chị. Dĩa con cá tàu nha. Hàng chuẩn cổ. Đường kính là 14 cm, tình trạng nó có khờn nhẹ nhẹ nè mấy anh chị thấy không? Khờn nhẹ nhẹ mấy điểm nha. Em cho luôn cái dĩa con cá tàu này dưới giá là 380.000. 380.000 cho cái dĩa mã số 9. Mã số 10 tiếp tục lên hai cái tô Nhật màu bông. Ôi cái tô này ăn cơm là sang chảnh luôn nè mấy anh chị. Cái tô này tô Nhật màu nha. Hàng này hàng Nhật màu nha mấy anh chị. Đường kính là 17.5, đường kính là 17.5 cm, mọc đỏ luôn. Em cho luôn hai cái tô Nhật màu này dưới giá là 300.000 cho hai tô Nhật màu mã số 10. Mã số 11 em lên một cái thủy trì chu đậu. Một cái thủy trì chu đậu, cái này giống vẽ con vịt mấy anh chị, không biết phải tích sen vịt không nữa nè. Nó vẽ nó giống như con vịt vậy đó anh chị, giống như là cái tích sen vịt vậy đó. Cái hũ chu đậu này nhỏ nhỏ, chiều cao của nó là 4 cm, đường kính miệng có 2 cm thôi nha. Tình trạng của nó cái trên đây nè anh chị không thấy, nó khờn khờn nhẹ thôi, nó khờn nhẹ bên trong một miếng thôi, hoàn toàn lành. Cái tích giống như sen vịt chứ anh chị ơi. À cái chỗ này nè, nó có một cái lỗi lòn ở chân chỗ này, có một cái lỗ lỗi lòn ở chỗ này nha. Em giao lưu cái thủy trì chu đậu này dưới giá là 450.000. 450.000 cho cái thủy trì chu đậu mã số là 11. Mã số 12 lên một cái dĩa tàu chim hoang rất là lạ nè mấy anh chị. Đó, mini luôn. Đường kính của nó là 9.2 nè mấy anh chị. Cái dĩa con chim tàu, đường kính 9.2. Tình trạng là lành luôn, biết sao có cái hiệu đời gì em cũng không biết nữa. Lành hết luôn nha. Em giao lưu cái dĩa tàu chim hoa này dưới giá là 500.000 cho cái dĩa tàu chim hoa mã số là 12. Mã số 13 tiếp tục lên cái dĩa lông vắt mini. Xưa giờ em mới mua được cái dĩa lông vắt mini này luôn á mấy anh chị. Em mới thấy cái dĩa lông vắt mini này luôn á. Đường kính của nó cũng 9.2 luôn á. Đường kính là 9.2, cái dĩa lông vắt mini đường kính 9.2. Tình trạng của nó có mẻ bên trong một miếng nè mấy anh chị không? Mà nó có làm lại, bị mẻ bên trong chút xíu này, có làm lại. Phía sau đường nó có một đường tóc ngắn chỗ này nè. Em giao lưu cái dĩa lông vắt tàu mini này dưới giá là 350.000. 350.000 cho cái dĩa lông vắt mã số là... Ủa, gì ta? Phải đây không? Ồ, mình viết vắt tàu, em phải, không phải, mình viết tàu lông vắt. Dạ, có gì viết không gồm ra luôn. 350.000 cho mã số 13 mấy anh chị ơi, mã số là 13. Mã số 14 lên ba cái dĩa Nhật, đường kính là 9 gần 10 cm. Đây ba cái dĩa Nhật mấy anh chị ơi, đường kính là 10 cm. Cái dĩa này dĩa úp chung nha, cái dĩa nó úp chung, cái tích cực kỳ đẹp luôn nè, rất là lạ luôn. Phía sau có mọc đỏ. Mình về thấy cái nào cũng lành hết trơn đó. À rồi, cái hồi nãy lành nha anh chị, cái thứ nhất lành, cái thứ hai này lành luôn, cái thứ ba này có vẫy đây, cái thứ ba này có mẻ chỗ này, sửa lên chỗ này một chút xíu nha, khoảng bằng đầu móng tay nha, cũng mọc đỏ luôn. Cái tích này gì mà đẹp quá. Ba cái dĩa Nhật mini này em giao lưu với giá là 400.000. Em không bán lẻ nha mấy anh chị. Ví dụ như ba cái như vậy em lên mã em bán 400.000. Nhiều khi mấy anh chị lên hỏi mua hai cái lành bỏ ghi lại, em không thể nào bán được. Nếu mà anh chị
mua hai cái còn lại 400.000 để cái kia lại cho em cũng được nha, chứ mà không bớt tiền lại là em không bớt nha. Tại vì em lên mấy cái mã này ba cái gì lời có 50.000 rồi, bớt lại cái kia em đâu bán được mấy anh chị. Anh chị cũng thông cảm ha, chứ không phải em bán khó khăn gì, chứ mà bán đưa mấy cái lành này xong rồi còn cái lợi kia là ôm luôn không bán được, mấy anh chị thông cảm nha. Em bán ba cái dĩa mã số là 14 bay với nhật mini với giá là 400. Tiếp theo mã số 15 lên một cái dĩa tàu, vẻ gì em cũng không biết luôn nữa. Cái vỉa, dĩa này dĩa tàu nữa mấy anh chị, hàng này hàng chuẩn cổ mà nó vẽ cái gì em cũng không biết nữa mấy anh chị ơi. Đường kính là 13.5, giống như cái vẽ chiếc lá hay cái quạt ba tiêu gì em cũng không biết luôn nữa. Mà lành được cái là lành, hàng tàu chuẩn cổ đàng hoàng, hàng này trên mấy trăm năm nghe mấy anh chị. Em giao lưu cái dĩa tàu đá này dưới giá là 350.000. 350.000 cho mã số là 15. Mã số 16. Đây em lên hai cái chung nhật đại bự luôn mấy chị ơi. Hai cái chung nhật đại bự luôn. Hôm trước em lên hai cái em bán giá 800.000 là đường kính chỉ có 6.5. Đường kính 6.5 nha, còn riêng cái này đường kính tới gần 8 cm rồi. Đây nè mấy anh chị, cái chung nè, cái chung bự nè. Bự chà bá lửa luôn ha, mọc đỏ luôn nè. Đây hai cái chung bự mọc đỏ luôn, đường kính tới gần 8 cm lận, to đùng. Em giao lưu hai cái chung này ở nó có viền đồng luôn nè mấy anh chị. Đồ này đó người ta cưng như vàng luôn nè, có viền đồng luôn. Em giao lưu hai cái chung nhật này dưới giá là 1 triệu nha. 1 triệu cho hai cái chung nhật to bự mã số là 16. Mã số 17. Đây em lên một cái ấm rau muống, bông rau muống lành tích luôn mấy anh chị ơi, ấm bự chà phá luôn, lành tích. Chiều cao là 16.5 lên rồi đó nữa. Chiều cao là 16.5 cm. Em giao luôn cái chuột cái bình trà bông rau muống này lành dưới giá là 600.000. 600.000 cho cái bình trà bông rau muống lành mã số là 17. Mã số 18. Em lên hai cái dĩa tàu Đông Thanh, hai dĩa tàu Đông Thanh nha anh chị. Đường kính là 14.7 gần 15 cm. Đây cái đầu tiên có vảy chỗ này một miếng, nhưng nó có tóc chỗ này nè ha. Cái thứ hai cũng có tóc một đường nhẹ. Hai cái dĩa tàu Đông Thanh này em giao lưu với giá là 250.000. 250.000 cho hai cái dĩa tàu Đông Thanh mã số là 18. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Theo mã số 19. Em lên hai cái chung nhật. Đúng rồi chung nhật rồi. Tức là phụng múa nghe mấy anh chị. Chôn có hai chữ luôn. Cái này cũng bự nè. Đường kính là 7.5 lận mấy anh chị ơi. Đường kính cái này tới 7.5 lận. Đường kính tới 7.5 lận nha. Phụng múa, đường kính là 7.5. Một cái là lành tích luôn, một cái lành tích. Còn cái này có một lần tóc. Cái này có một lần tóc nha mấy anh chị. Nọ cái bự này không hết bao nhiêu tiền, cái bự này không 500.000 mua không được luôn mấy anh chị. Em giao lưu hai cái chung phụng múa này dưới giá là 700. 700.000 cho hai cái chung phụng múa. Mã số là 19 nha mấy anh chị, hai chung to bự luôn 19. Tiếp theo mã số 20, lên một cái thủy chì này nè, độc lạ luôn. Thủy chì đó giờ em mới thấy màu này luôn. Ủa ba bữa đó không lấy cái này lại hả? Xong nó cái này đưa lại ổng. Đây cái thủy chì. Cái thủy chì này mã số mấy rồi? 20. Màu xanh coban nha, một cái thủy chì chu đậu màu xanh coban, cái màu độc lạ bình dương luôn. Chiều cao của nó là 4 cm thằng nghe mấy anh chị, chiều cao 4 cm. Cái miệng mấy anh chị thấy không? Cái chỗ này mấy cái khía của nó là khí zin của nó đó nghe, cái chỗ này thì nó lát men. Là nó lát cỏ trên đây mấy anh chị thấy nó có cái khía không, là khí zin của nó luôn. Cái này nó có cái khía sẵn như vậy chứ không phải là nó mẻ nha mấy anh chị, có mẻ là mẻ ở chỗ này nè. Đó cái thủy chì chu đậu màu xanh này rất là lạ. Em giao luôn cái thủy chì này dưới giá là 500.000. 500.000 cho cái thủy chì mã số là 20. Mã 21 lên một cái chén tàu. Hàng chuẩn cổ nha, lành luôn. Cái chén này đường kính là gần 11 cm, gần 11 cm cho cái chén tàu men bóng đẹp luôn nè mấy anh chị, cái men trắng tinh luôn. Em giao luôn cái chén tàu này dưới giá là 250.000. 250.000 cho cái chén tàu mã số là 21. Mã số 22 lên một cái dĩa ngư lông hí thủy. Đây
mã số 22 lên một cái dĩa ngư lông hí thủy của Nhật nha. Đường kính của nó là 13 cm, đường kính là 13 cm. Em Gia Lưu cái dĩa ngư lông hí thủy này dưới giá là 350.000, mọc đỏ lành 350.000 cho mã số 22. Mã số 23 em lôi một cái hộp phấn chu đậu đây. Người bán không bao giờ nói với em hàng này là hàng line up hết trơn anh chị, chỉ chụp lô qua thôi. Cái lô này em lỗ một cái em nói anh chị thấu xương luôn. Đường kính của nó là 6 cm luôn. Cái hũ hộp phấn này nó tương đối là lớn á anh chị, chiều cao là 4.5. Sơn thủy nha, chu đậu nha. Cái hộp phấn chu đậu này bị line up nha mấy anh chị, nhưng mà đậy khớp nha. Em như luôn cái hộp phấn chu đậu này dưới giá là 300.000 cho cái hộp phấn chu đậu. Mã số mấy người ta hỏi, số là 23. Mã số 24 em lên một cái chén nhật rồng. Có một cái lên một cái mấy anh chị, để chừa hoài cũng biết chuyện nào mới có. Đường kính là 11 cm, chén to, chén cơm nha. Chén này chén to, chén cơm lành. Em giao lưu cái chén song lông này dưới giá là 250.000. 250.000 cho cái chén mã số là 24. Có pha sữa thì hỏi nó uống chưa, nãy ăn cơm tới 7 giờ mấy mới xong. Tiếp theo mã số 25. Cái này 10 cái cũng không có luôn, chỉ có 9 cái thôi. Cái chén này cực kỳ mỏng luôn, nó mỏng hơn cái chén bông rau muống luôn anh chị. Thường anh chị cứ mua chén bông rau muống của em đó. Anh chị biết cái chén này chén tích người nè. Cái này cũng chén Trung Quốc xưa mà cái chén này nó mỏng lắm. Để em đo cái đường kính của nó. Chén này ăn cơm được à. Đường kính là 10 cm, chén này ăn cơm được nha mấy anh chị. Chén này ăn cơm được nha. Thường thường cái chén cơm khoảng 10.5, mà cái chén chè là 9.2. Cái chén thì nó 10 cm. Có tích nè. Có tích một đứa bé đang, một cô gái thì đang đánh cầu đánh gì đó, một bé trai và một bé gái. Mà cái chén này nó cực kỳ mỏng luôn á mấy anh chị. Cái chén Trung Quốc này nó mỏng lắm luôn. Mà có 9 cái thôi, bên chị kiếm em thêm một cái em cũng không có luôn. Đây, tích người hết nha. Em giao lưu 9 cái chén Trung Quốc xưa này dưới giá là 500.000 cho mã số 25. Mã số 26 em lên 16 cái muỗng bông rau muống. 16 cái muỗng bông rau muống nha. Cùng một hiệu lò, cùng một kích cỡ luôn. Cái muỗng này rất là lớn, 16 cái này em mua trong nhà của người ta nha mấy anh chị. Đây 16 bông muốn lành hết trơn luôn, bông cực kỳ đẹp luôn nè. Quay như vậy thôi ha, chứ nó không có khờn tóc mẻ gì chứ, có thì em sẽ báo mấy anh chị rồi. 16 cái muỗng bông muốn này em giao luôn dưới giá là 600.000 cho 16 cái muỗng bông muốn, mã số là 26. Mã số 27 em giao luôn 3 cái dĩa lái hiêu màu, quay từng cái cho mấy anh chị coi nha. 3 cái. Đường kính là 26 cm. Đường kính là 26 cm. Đây, chết bà quên quay mấy cái mẫu dĩa cho cái anh kia. Ba cái mấy chị, ôi ba cái này đẹp quá. Em cho luôn ba cái dĩa lái thiêu màu này dưới giá là 400. Ba cái dĩa lái thiêu màu. Dĩa này dĩa chân trái cây nha mấy anh chị, dĩa lớn á. Ba cái dĩa này màu cực kỳ đẹp luôn. Mã số 27 là 400.000. Mã số 28 lên hai cái chung tàu bách thọ. Chung tàu các anh chị, hai cái chung tàu bách thọ, chung này hàng chuẩn cổ nha. Em giao lưu hai cái chung tàu này dưới giá là 300.000 cho hai cái chung tàu bách thọ. Đường kính miệng là 4.5, chiều cao là 3 cm, chiều cao là 3 cm. Em giao lưu hai cái chung này dưới giá là 300.000. 300.000 cho mã số 28. Mã số 29 em lên một cái đôn gỗ nè mấy anh chị ơi. Mã số 29 em lên một cái đôn gỗ. Gỗ gì em không có biết nha mấy anh chị, nhưng bảo đảm mấy anh chị là hàng xưa, hàng mới bây giờ cũng 300-400.000 một cái mấy anh chị. Đường kính là 13.5, chiều cao của nó là 5 cm. Cái đôn gì nè, em mua gì em bán như vậy cho mấy anh chị ha. Em không có biết gỗ gì thiệt nha. Em giao lưu cái đôn gỗ này dưới giá là 350.000. 350.000 cho mã số 29. Mã số 30 tiếp tục lên hai cái dĩa tàu cúc triện vuông. Triện vuông nha, hàng tàu chuẩn cổ. Đường kính của nó là 14 cm. Đây 14 cm triện vuông. Cái đầu tiên lành,
cái thứ hai nó có tóc một đường nha mấy anh chị, cái thứ hai có tóc một đường ngắn chỗ này. Em cho luôn hai cái dĩa tàu cút triện vuông này dưới giá là 200 ngàn cho mã số 30. Mã số 31 em lên hai cái dĩa Nhật màu to cực kỳ đẹp luôn. Cái chỗ dĩa là bài đồ ăn cơm và đẹp lắm. Ờ có cái gì tóc rồi. Đường kính là 20.5, còn cái khác không? Còn. À, khỏi đi. Đường kính là 20.5, dĩa này lớn nha. Đây. Cái dĩa này lành nha mấy anh chị, cái dĩa nó lành tích luôn. Còn cái dĩa này sơ ý nè. Nó không câu kỹ nè, bị tóc một đường chỗ này. Em giao lưu hai cái dĩa này dưới giá là 200 ngàn thôi mấy anh chị. 200 ngàn cho hai cái dĩa Nhật màu, mã số là 31. Mã số 32 em lên một cái hũ. Thật sự luôn mấy anh chị ơi, những cái đồ vớt lý trần lê hay là đồ hán, những cái đồ đó thì em cũng mua qua lái. Thì lái bảo đảm cho em như thế nào là em cũng lên em nói với mấy anh chị như vậy luôn á. Mà những cái hàng này á, là nhẹ gì cũng phải 500-600 năm, nó lên cả ngàn năm. Mà cái giá thì có 200 mấy à, thì không thể nào em gạt mấy anh chị được. Chiều cao của cái này là 8 cm, đường kính miệng là nó 10.5. Thành ra là em bán cái hũ này cho mấy anh chị, có thể đó là đồ trần hoặc có thể đó là đồ hán. Tại vì đó, đồ hán đó, nó ngàn năm rồi, thường thường nó mắc men vậy nè mấy anh chị. Còn cái đồ trần thì nó còn men, mà bên đây nó còn một miếng men vậy nè. Cũng có thể nó là đồ hán nhưng mà nó còn được một miếng men. Hai mấy anh chị, em cũng không có gành lắm những cái chuyện này, nhưng em bảo đảm với mấy anh chị hũ này bự chà bá luôn. Nó bị bể miệng chỗ này, hũ này rất là to luôn. Là nó cổ. Nó cổ dữ lắm luôn, bên mắc men bên còn men. Em bán cho mấy anh chị với giá là 250 ngàn. 250 ngàn cho mã số là 32. Mã số 33 em lên ba cái tôn chiếc yêu tàu. Đường kính của nó là 15.5, đường kính là 15.5. Đây em quay cái đầu tiên. Cái đầu tiên lành ha mấy anh chị. Cái thứ hai. Còn cái thứ hai này lành đẹp luôn. Cái thứ ba này nó có vẫy. Đây, cái thứ ba này có vẫy. Nó có vẫy hai điểm ha. Em giao luôn ba cái tô chiếc yêu tàu này dưới giá là 400 ngàn cho ba cái tô chiếc yêu tàu, mã số là 33. Mã số 34 em lên hai cái dĩa Nhật rồng. Đường kính là 15 cm, mọc đỏ luôn. Nhưng mà cái dĩa này đặc biệt, cái dĩa này dĩa bẹt nha mấy anh chị, mấy anh chị không? Nó bẹt. Nó ngang tràn luôn. Cái loại này ít có ha. Cái dĩa Nhật mà song lông này thì nó ít có, nó là cái loại dĩa bẹt ngang tràn luôn mấy anh chị ơi. Đường kính là 15 cũng lớn lớn chút ha. Em cho luôn hai cái dĩa song lông Nhật này dưới giá là 600 ngàn cho mã số 34. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Đơn 500 ngàn em sẽ bao ship, đơn dưới 500 ngàn em không bao ship. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200 ngàn em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.